Siêu phàm sát thần tập 190, trong lúc Hạng Thừa Đông đang hoang mang khi nghe thấy Diệp Thần Định đánh vào nhà tù U hồn thì điện thoại ông ta đã đổ chuông. Hạng Thừa Đông có chút hoảng hốt khi số gọi đến là từ nhà tù U hồn. Thứ Diệp Thần mong chờ đã đến, anh bảo Hạng Thừa Đông nghe máy và bật loa ngoài cho anh cùng nghe. Hạng Thừa Đông lo lắng bắt máy, vừa ấn nút thì trong điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp, hỏi Hạng Thừa Đông đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần đem theo chưa. Hạng Thừa Đông liếc nhìn Diệp Thần một cái, Diệp Thần gật đầu, sau đó Hạng Thừa Đông nói mình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ có thể vào nhà tù u hồn bất cứ lúc nào. Trong điện thoại nói vội ra, với lý do xảy ra chuyện bất ngờ ở nhà tù u hồn, hiện tại không thể chờ đến đầu tháng để mở cửa, vì vậy 12 giờ tối ngày mốt, tại phía bắc bờ hồ đại học sư phạm cửa nhà tù sẽ mở, ngươi mang theo đầy đủ đồ đạc đợi ở đó, nhất định phải đến đúng giờ, cơ hội chỉ đến một lần. Hạng thừa đông vội đáp vân thì trong điện thoại lại vang lên giọng nói đe dọa, nếu như sự việc này bị lộ ra ngoài, thì toàn bộ dược minh sẽ vì ông ta mà bị hủy diệt, sau khi hâm dọa thì cũng kết thúc liên lạc sau lời hăm dọa này hạng thừa đông càng thêm lo lắng hắn khuyên diệp thần đừng manh động diệp thần cười nói giọng nói vừa rồi rất trẻ và nữ tính có lẽ người dẫn đường cho ngươi là một thiếu nữ hạng thừa đông vì quá lo lắng nên mất đi sự kiên nhẫn ông ta nói không quan trọng là trai hai gái quan trọng là cửa sẽ mở vào ngày mốt diệp thần nói ông ta đừng lo lắng anh sẽ có cách giải quyết hạng thừa đông trong lòng lo sợ ông ta rất lo diệp thần lại sắp gây ra một trận long trời lửa đất ở kinh thành sau một lúc trò chuyện về kế hoạch hạng thừa đông rời khỏi trường hiện tại cái gì có thể khuyên diệp thần thì ông ta cũng đã nói bây giờ ông ta chỉ có thể tin tưởng vào sức mạnh của diệp thần có thể chiến thắng được thế lực bí ẩn và mạnh mẽ của nhà tù u hồn dựa vào dị tượng xảy ra ở phòng luyện đan hôm đó hạng thừa đông lại thêm một phần tự tin vào sức mạnh của diệp thần sau khi ra xe hạng thừa đông bảo tài xế đưa mình đến khách sạn sau đó cho xe chờ đợi ở cổng trường đại học rất có thể diệp tiên sinh sẽ cần xe để chuẩn bị cho đại chiến diệp thần cũng tranh thủ luyện công trong phòng nhưng lúc này lại có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào Diệp Thần mở cửa thì nhìn thấy nụ cười hiền hòa của Ngụy Đĩnh, anh hỏi cô tìm anh là có chuyện gì. Ngụy Đĩnh nhẹ nhàng nói mình đã tổ chức một bữa tiệc tối với một số giáo viên và giáo sư trong trường để chào mừng anh đến với đại gia đình đại học sư phạm, anh nhất định phải có mặt đấy. Khi này Diệp Thần khua tay, anh nói mình là một người thích bình yên và tĩnh lặng nên anh sẽ không đi. Ngụy Đĩnh ngẫn ngơ một chút sau đó vội vã nói mình đã đặt cả phòng riêng. Giáo sư Diệp là nhân vật chính, anh không đến tôi phải làm sao? Dù sao bữa ăn cũng sẽ không làm lãng phí nhiều thời gian của anh đâu diệp thần suy nghĩ một chút giọng nói vừa rồi trong điện thoại ta nhớ rất rõ có thể người đó đang ẩn núp trong thân phận giáo viên hoặc nhân viên trong trường nếu mình tham gia bữa tiệc rất có thể sẽ gặp được kẻ đó sau khi cân nhắc diệp thần cũng đồng ý một lúc sau diệp thần và ngụy đĩnh cũng xuất hiện trước cổng trường ngụy đĩnh rất vui vì diệp thần đã đồng ý tham gia cô tinh chắc là mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi thấy một giáo sư trẻ tuổi như vậy diệp thần được chào đón bằng ánh mắt đầy phấn khích và chiều mến của các nữ giáo viên khác vì anh là một người trẻ tuổi và rất đẹp trai đồng thời cũng có ánh mắt ganh tị và tức giận của các nam giáo viên. Các nữ giáo viên khen Diệp Thần rất đẹp trai, họ cũng bất ngờ khi có một giáo sư trẻ tuổi như vậy. Nếu không được giới thiệu họ sẽ nghĩ anh là sinh viên, họ thấy anh là một người rất có triển vọng phát triển trong tương lai. Ngụy Đĩnh Bú Phem cũng như Flash rằng Diệp Thần sống ngay đối diện phòng của mình và hiệu trưởng đích thân giám sát việc dọn phòng cho giáo sư Diệp, đây là đãi ngộ chưa từng có dành cho giáo viên mới. Các nam đồng nghiệp trong lòng khó chịu, tối nay ăn uống cái gì nữa, tên này bử phòng đối diện với cô ấy có nghĩa là ngày nào hắn cũng sẽ gặp được cô ấy, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để cưa nữ thần của lòng ta, CMN, ta nhất định phải làm cho hắn bẻ mặt. Tên đeo mắt kính cưỡi nhẹ cái nút áo, khoe một tí cơ ngực, hắn tiến đến đầy kiêu ngạo, có vẻ tên này là một tên giàu có. Hắn tiến đến hỏi Diệp Thần xe của anh đang đậu ở nơi nào, nghe câu hỏi này Diệp Thần ngẩn ngơ một chút, cơ bản ở đây anh không có xe. Thấy Diệp Thần ngập ngừng mắt kính chụp lấy cơ hội, hắn nói số lượng người hơi đông, cần giáo sư lấy xe chở mọi người đến nhà hàng. Diệp Thần nói mình không có xe ở đây, với diệp thần việc mua một chiếc vf 9 là chuyện bình thường nhưng hắn là người tu luyện theo đuổi mục tiêu ngự kiếm phi hành sử dụng xe chỉ là một chuyện bất đắc dĩ nghe diệp thần không có xe mấy tên đàn ông lên tiếng cười nhạo cũng mừng thầm trong lòng vì diệp thần không phải là một kẻ vừa đẹp trai lại vừa giàu nhìn ăn bận đơn giản của anh họ đoán anh chỉ là một tên nhà nghèo học giỏi bọn họ nói mình có một chiếc mercedes benz tồi tàn nếu anh diệp không ngại có thể đi ké với chúng tôi một người khác cũng nói mình cũng có xe mắt kính cười kiêu ngạo ha 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 giáo sư diệp nếu như anh chăm chỉ anh sẽ đạt được bất cứ điều gì. Mặc dù lương của anh không cao, nếu như tiết kiệm tối đa thì tôi nghĩ việc mua xe không thành vấn đề. Lúc này hắn giới thiệu mình là Trình Thụy, là phó giáo sư của khoa xây dựng, xe này là của tôi, để tôi đưa cô Ngụy đến nhà hàng nhé, nếu anh Diệp không chê thì ghế sau còn trống một chỗ. Diệp thần nói mình không cần, anh sẽ tự mình giải quyết việc đi lại, Diệp thần thừa biết mục đích của tên này là khoe khoang. Nếu như lên xe hắn sẽ khoe khoang liên tục không ngừng, không nên chuốc lấy phiền phức này. Ngụy Đĩnh nói mình sẽ cùng đi với giáo sư Diệp, dù sau cũng không để nhân vật chính đi một mình được. Trong lòng cô cũng có chút bất ngờ khi các giáo viên nam lại thích hơn thua so sánh như vậy, cô cảm thấy mùi thuốc súng quá nồng. Nghe Ngụy Đĩnh muốn đi chung Diệp Thần thì Trình Thụy tức giận trong lòng, "Giáo sư Diệp, anh nói tự giải quyết là có ý gì? Anh có thành kiến với người giàu sao? Đừng lo lắng, tất cả chúng ta đều là đồng nghiệp, anh không nên ganh tị như vậy." Diệp Thần cảm thấy rất khó chịu với tên này, nếu không phải là đồng nghiệp thì anh nhất định đập đầu của hắn xuống đất. Diệp Thần nói xe của hắn ghế quá cứng, điều đó làm cho mình ngồi không được thoải mái. Tên to béo đi đến nói Diệp Thần có thể đi cùng mình trên chiếc Harley của mình. Tên Trình Thụy nhìn về Ngụy Đĩnh nói xem mình là mẫu mới nhất ngồi rất là thoải mái. Hắn hỏi Ngụy Đĩnh có muốn ngồi thử không. Ngụy Đĩnh có chút khó chịu. Cô thấy mọi người có chút quá đáng. Cô chưa bao giờ thấy mọi người cư xử thô lỗ như vậy. Cô là người đưa anh Diệp đến đây. Cô sẽ mời anh ấy đi ăn chỗ khác, không muốn đi cùng anh. Trình Thụy khinh bỉ ra mặt định đi nhà hàng khác sao? Tôi nghỉ chỉ có thể đi nhà hàng thức ăn nhanh cho mấy sinh viên nghèo hai lui tới mà thôi. Lúc này Diệp Thần vô cùng khó chịu khi một tên như này có thể trở thành giáo viên, anh đang cân nhắc có nên nhét đầu hắn xuống đất hay không. Rất may vị cứu tinh của Trịnh Thùy đã xuất hiện, đó là một chiếc VF9 mẫu đầy đủ làm cho mọi người chú ý, xe này chính là của hạng thừa đông. Trên xe tài xế xin lỗi Diệp Thần vì vừa mới đưa chủ tịch hạng về khách sạn nên giờ mới có mặt, tài xế hỏi anh có muốn sử dụng ô tô không. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn